Portal, kèo hậu số 1 của HC Capital trong mùa uptrend lần này là gì? Một dự án Web3 Gaming đi kèm với cross-chain, nghe thì quá đẳng cấp, nhưng chắc chắn với ngần đấy thôi thì chưa đủ để trở thành kèo hậu số 1 được đâu. Hãy cùng mình tìm hiểu cái tên này có những cái gì để anh em được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như là lòng tin để có thể hậu kèo nhé. Đầu tiên, đến với luận điểm đầu tư thứ nhất thì Portal có một tầm nhìn trở thành một trung tâm kết nối Web3 Gaming sử dụng công nghệ cross-chain của Layer Zero. Và anh em lưu ý giúp mình là GameFi và Crosschain hiện tại đang chiếm phần lớn cái nhu cầu sử dụng của người dùng trong mùa uptrend lần này, tính trong 4 đến 5 tháng gần nhất trở lại đây. Portal là một cái nền tảng tiên tiến giúp người dùng tham gia vào các cái trò chơi ở trên nhiều blockchain khác nhau chỉ cần thông qua một giao diện duy nhất. Với sứ mệnh giảm bớt các cái rào cản kỹ thuật từ Web 2 sang Web 3, dự án mảng gaming này là một cái dự án về cơ sở hạ tầng gaming liên chuỗi và sử dụng công nghệ của Layer Zero. Người dùng có thể sử dụng token Portal như là một cái loại tiền tệ chung khi mà cái nền tảng này tích hợp công nghệ Omnichain của Layer Zero, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi cũng như mua bán tài sản giữa các cái blockchain khác nhau. Được build cùng với Layer Zero Lab và là dự án đầu tiên của Layer Zero Lab được list ở trên Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và khi mà kế hoạch launching của Layer Zero đang được thực hiện thì Portal chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên ở bên cạnh token chính là Layer Zero nhận được cái dòng tiền chảy về cái hệ này. Theo mình thì hoàn toàn không hề khó để có thể vươn được tới cap tỷ đô. Về khả năng sử dụng cũng như phương án triển khai use case của Portal thì cực kỳ đa dạng, từ chạy node staking hay cả launchpad nữa thì đều có cả. Nếu có thể so sánh một cái ứng dụng ở Web2 thời điểm hiện tại với Portal thì chắc chắn là Steam, không thể khác được. Một hub, một cái điểm đến cho GameFi ở trên Web3 cực kỳ rộng mở trong tương lai, khi mà Portal cũng giải quyết một cái nhu cầu kết nối dễ dàng game thủ bằng Portal Wallet cũng như là Portal Passport, giúp cho người dùng chơi được nhiều game ở trên nhiều chain khác nhau và hoàn toàn có thể thanh toán vật phẩm ở trong game bằng token Portal. Đặc điểm nổi bật nhất của dự án như mình đã nói ở trên là về cross-chain functionality, có thể tương thích với nhiều blockchain khác nhau và chấp nhận Portal là cái loại tiền mặc định tại đây. Theo đánh giá của cá nhân mình ở thời điểm hiện tại thì Portal đang nắm giữ một vị thế quan trọng cho việc tiến xa hơn vào thế giới của Web3 Gaming, một sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Layer Zero và tính thanh khoản của cái Portal này. Nó sẽ giúp cho cái dự án tạo ra một cái cầu nối mạnh mẽ giữa các cái trò chơi ở trên nhiều blockchain khác nhau. Đây là tokenomics của dự án. Theo mình đánh giá thì phần private sale và team đang tương đối lớn so với phần còn lại. Tuy nhiên, nó lại tương đối giống so với các cái dự án non-spot ở trên Binance thời gian gần đây. Có thể đây là một cái mẫu số chung của các dự án ở thời điểm này ở một cái kỳ uptrend mới. Nó không còn giống so với cái kỳ uptrend mùa trước nữa. Không giống với những dự án trước đây mà mình từng review, khi mà hầu hết tất cả các dự án đều đưa ra các cái thông tin backup như ở quỹ đầu tư Binance Lab, Delphin Venture hay Spartan các thứ, thì Portal lại raise tiền trực tiếp từ các CEO hoặc là các cái founder từ những cái tên startup rất thành công thời gian trước. Chẳng hạn như là CEO của NYGAG, founder của Parallel, CEO của Moonpay. Về advisor thì hiện tại advisor của Portal đang là founder của Rockstar, là cha đẻ của GTA. Portal mới chỉ raise được 29 triệu đô round Adventure Investor và hoàn toàn có thể raise liên tiếp thêm ở round Series A và Series B với mức định giá lớn hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm này thì Portal đang được listing ở trên Binance với mức giá là 1,77 đô khi mà mình làm video này và vẫn có dấu hiệu có thể tiếp tục giảm. Vùng giá gom hợp lý cho holder là từ 1 đến 1,5 đô. Khi đó thì market cap của Portal sẽ rơi vào con số là khoảng 200 triệu đô. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cap lên đến mức tỷ đô nếu như Layer Zero chứng minh được vị thế của mình. Bởi khi mà uptrend thì các cái token đứng đầu của các hệ layer đều sẽ lên đến mức cap tỷ đô.